Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2012, mùng 9 tháng 11 năm 2022 và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 15.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, hơn 1.300.000 lượt người được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện ngày pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu hiến pháp năm 2013, biên soạn hàng chục nghìn bộ đề cương tuyên truyền, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành 30.000 cuốn Tư pháp Hưng Yên phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải hàng trăm tin bài tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của sở để các cơ quan đơn vị địa phương tham khảo, xây dựng và phát hành hàng nghìn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến 24 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2022, triển khai đồng bộ tới 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 10 trên 10 huyện thị xã thành phố. Qua đó đã có hơn 18.000 người đăng ký với hơn 30.000 lượt tham gia dự thi. Căn cứ kết quả chấm điểm tự động, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 21 cá nhân đoạt giải. Hàng ngày em cũng đã tham gia tại cơ quan, mỗi ngày em dành 10 phút để tham gia và khi về nhà thì em cũng tham gia một lần. Và trên cơ sở cái hàng ngày, kết quả hàng ngày mà nghiên cứu các số lượt của mọi người tham gia thì từ đó em cũng đưa ra cái số dự đoán, số người mà trả lời đúng các câu hỏi để có đạt kết quả cuộc thi như ngày hôm nay. Qua cuộc thi này thì cán bộ hội viên phụ nữ chúng em cũng như nhân dân sẽ nắm thêm các kiến thức về các cái lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận kết quả đạt được cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật 10 năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật với trách nhiệm chung trong thực hiện hoạt động quản lý nhà nước của mỗi cơ quan đơn vị địa phương, chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp. Các mục tiêu nhiệm vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động ở từng cơ quan đơn vị gắn với công tác thi đua. Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, tăng cường công tác tham mưu, văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành nào, ngành đó phải chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương, đơn vị.